Thưa quý vị, chuẩn bị cho cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi gặp gỡ, chia sẻ kỷ niệm và những đồ vật lưu niệm đầy ý nghĩa với mục đích tạo nên một cuộc triển lãm về lịch sử hình thành phát triển của một trong hai sự kiện thể thao xã hội hóa lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh sau ngày Việt Nam thống nhất. Những câu chuyện sau những vòng bánh xe ít ai biết đến của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã được ôm lại đầy sóng động trong cuộc gặp gỡ ấm cúng với các thế hệ phóng viên, vận động viên tham dự cuộc đua từ những ngày đầu sơ khai. Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều người không chỉ là một cuộc đua mà là thanh xuân, là kỷ niệm, là hồi ức vô cùng sống động mỗi khi được nhắc đến. Nhiều thế hệ con người từng là cuộc rơ, thành viên ban điều hành, phóng viên, trọng tài, mô tô đã góp sức trên những cung đường đua dọc chiều dài đất nước. Và hôm nay, họ có dịp ngồi cùng nhau ôm lại những kỷ niệm ngọt ngào của một thời trai trẻ. Tại buổi gặp mặt, những kỷ vật quý giá đã được các cựu tay đua trao tặng lại cho ban tổ chức với mong muốn chia sẻ, lan tỏa tình yêu với cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đến với nhiều người hơn, nhất là với thế hệ trẻ hôm nay. Năm sau là 35 năm kỷ niệm của cúp truyền hình. Thì tôi cũng có một cái phần đóng góp nhỏ của tôi là có cáo vàng năm 94 đạt được để tặng kỷ niệm lại cho đài truyền hình để trưng bày. Cúp truyền hình là một cái kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp đua xe đạp của mình. Thì nó đã mang đến cho mình rất là nhiều cái cảm xúc. Thì hàng năm mà cứ đến cúp truyền hình là mình cũng phải sắp xếp để mình đi cổ vũ với lại đồng đua. Từ tình cảm và nguyện vọng của nhiều thế hệ, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức một cuộc triển lãm về cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 35 năm với nhiều hiện vật chứa đựng những giá trị lịch sử nhân văn sâu sắc. Để thấy sự cống hiến và niềm tự hào của thế hệ đi trước, tạo nguồn cảm hứng cho thế hệ hôm nay tiếp tục cống hiến, tạo nên thương hiệu cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xứng tầm là cuộc đua đường trường danh giá nhất Việt Nam.